À, chào các anh em đang xem miền Tây Solai ha. Bữa nay là trưa ngày thứ bữa nay là trưa ngày thứ 6 ngày 8 tháng 4 2022 anh em. Thì mình tiếp tục gói hàng ha. Sáng giờ đi công tác về mình gói được 1 2 4 5 cục rồi, được 5 cục rồi. Mình sẽ gói nhanh cái cục này tiếp theo để gửi tới cho các anh em. Thì mình đang lên cái đèn UFO 500W. UFO này là UFO 500W ha. UFO 500W để gửi tới cho anh chú Đào Văn Úc ở ấp Đồng Trai, xã Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương. Thì anh em nghe chú Úc thì cảm thấy rất là quen thuộc đúng không? À, ngày hôm qua mình có gửi chú Úc một cái cũng là UFO 500W, cũng 950k cộng cho phí ship. À, nhưng mà mình vừa gửi về thì chú điện thoại và yêu cầu mình gửi thêm một cái nữa anh em. À, để mua cho người thân ha. À, mua cho chú hàng xóm sao đó. Đó thì cảm ơn chú Úc rất là nhiều, luôn ủng hộ kênh và đặt trọn niềm tin cho cái UFO 500W ha. Thì mình thông báo lại cấu hình cho anh em nghe. Với 950 ngàn thì chúng ta có cái gì nha. Thứ nhất là có 840 con SMD ha. 840 con SMD 5730 ha. Bộ pin lưu trữ là 20 Ah. Tấm pin sạc là 25W. Tấm pin sạc là 25W nha, bộ pin lưu trữ là 20 Ah. Có 840 của SMD 5730. Rồi mình nhắc lại về cấu hình cái đèn Zhejiang UFO 500W này nha anh em. Là cái này á, là nó có giá là 950 ha, tấm pin sạc là 25W. Bộ pin lưu trữ là 20 Ah. Có 800 quên mất. 840 của SMD 5730 ha và đèn rất sáng nha anh em. À, thì vẫn còn hàng ha, ai yêu thích thì nhanh chóng liên hệ. Cái remote này nó cũng giống như là cái remote của Zhejiang 1000 luôn ha. Có nút auto nè, nút radar nè, nút radar thì anh em chắc cũng biết rồi phải không? Radar là cái nút mà cảm biến chuyển động nha. Chúng ta bấm nút này thì khi mà người ta đi ngang chuyển động thì nó sẽ sáng 100%, còn bình thường thì nó sẽ sáng 50% ha. Nút on off, nút tăng giảm độ sáng 3 giờ, 8 giờ, 5 giờ ha. Chúng ta có thể test thử nè. Đèn này rất là sáng nha mọi người, 840 con SMD 5730 ha. Anh em nào đam mê thì nhanh chóng liên hệ nha. Chứ hàng này là bán rất là đắt á. Anh em thấy nó đang cảm ứng radar đó. Nghĩa là chúng ta đứng im nè, đứng im thì nó sẽ tối lại. Đó, tại vì đó, nó làm vậy để bảo vệ pin đó anh em. Chứ còn mà 840 con LED này mà cháy nguyên một đêm với độ sáng 100% thì cháy không nổi đâu mọi người. Bao nhiêu điện cho đủ không? Nó phải tối là 50%, còn anh em muốn nó cháy tối đa công suất á thì chúng ta bấm auto nha. Bấm auto sẽ cháy 100% công suất luôn, không có bật chế độ radar nữa nha. Đó thì tùy chúng ta thôi, kết hợp nút màu xanh với lại cái remote này thì chức năng gì cũng có đó nha mọi người. Đó, on off này, auto này, ta bấm auto thì giờ này đâu có cháy, chúng ta dở lên. Ôi coi, à nhấn này rồi bấm auto đó, auto ha. Auto thì khi ta dở lên thì nó tắt ha. À, dở lên nó nghĩ là ban ngày nó sẽ tắt, để xuống thì nó không thấy mặt trời nữa, nghĩ là ban đêm nó sẽ cháy đó. Mình test remote là test kỹ luôn anh em, còn bấm radar nó cảm biến này thấy không, on off nè, đó nó chớp chớp có nghĩa là nó đang thể hiện là nó nhận rồi đó. Bấm auto nè, đây đâu rồi cũng khó hiểu lắm ha, đó ha, đây radar đây rồi. Rồi test thì cũng đã test rồi, bây giờ sẽ gói hàng thiệt là kỹ để gửi cho chú Đào Văn Úc ha, ở Dầu Tiếng Bình Dương. Dầu Tiếng Bình Dương và chú mua hai cái này, hai cái giống nhau này ha, hai cái 500W. Cảm ơn chú Úc rất là nhiều, bây giờ sẽ gói kỹ lưỡng để gửi ha. Hai cái này mình không gửi chung được nha mọi người, tại hôm qua chú dặn cái thứ hai này hơi trễ cho nên không có gửi chung cái thứ nhất được đó, mình đành gửi sau ha, gửi sau chú nhận hai lần nha. Cảm ơn chú rất là nhiều vì đã mua mua nhiều hàng ha. Thì các anh em mà liên hệ mua cái này thì nhanh chóng cho mọi người nhắn qua Zalo ha, 0766874311 nha. Đó, liên hệ nhanh chóng chứ để trễ rồi coi chừng nó hết hàng luôn, này đắt hàng lắm nha mọi người. Thôi thì test đèn thì cũng đã test rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình gói hàng gửi cho mọi người nha, hàng rất là nhiều rồi. Đó, gói chuẩn chỉ để gửi cho mọi người. Anh em nào đam mê thì cứ liên hệ Zalo 0766 687 4311 ha.
mình còn rất là nhiều cái đèn năng lượng hay là những cái tấm pin hay là những cái điều khiển sạc đồ thú vị lắm nha. Anh em nhớ đón xem những cái video tiếp theo của mình nha mọi người. Đó, mình còn rất là nhiều thứ để quảng cáo và để bán cho mọi người á. Đó, chiều nay mình sẽ ra một loạt video để giới thiệu mọi người về những cái mới mẻ mà mình đang đang có, cũng như là những cái hấp dẫn giá cả phải chăng và kèm theo một chút khuyến mãi nữa ha. Nhiều khi anh em nghe khuyến mãi thì anh em rất là thích, tại vì khuyến mãi thì nó rất là vui, nhưng mà anh em nghĩ là tại vì mình không khuyến mãi nhiều được đó là tại vì mình bán hàng giá tốt quá rồi anh em, cho nên là không thể nào không thể nào mà mình có thể khuyến mãi được ha, giá tốt quá khuyến mãi lỗ mọi người. Cho nên anh em mua hàng đừng kêu mình bao ship nha anh em, bao ship bao cái tiền lời không có bằng tiền ship nữa đó. Ở tiền ship cái đèn 70.000, lời nhiều khi cái đèn có 50.000 à, mà ship tới 70 là anh em thì không thể nào ha. Đó, nhiều khi anh em nói ôi bán gì mà lợi ích vậy, thì lợi ích lý do thì anh em biết rồi, mình bán mỗi ngày nhờ số lượng anh em, ngày bán được chục cái đèn vậy là ok rồi, chứ còn mà lời mỗi cái ít thì cũng không sao ha. Thôi tới đây mình kết thúc video, hẹn gặp anh em ở những cái video tiếp theo. Anh em mà mua hàng cứ liên hệ Zalo 0766874311 nha. Thôi xin chào mọi người, liên hệ mua hàng thì nhanh chóng lên nha mọi người.